chào quý vị, hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam VBF thường niên với chủ đề Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Tổ chức Tài chính Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tổ chức. Phát biểu chỉ đạo hội nghị kêu gọi các doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư nước ngoài đồng hành cùng Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh, phát triển bền vững với tinh thần ba tiên phong, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định Việt Nam cam kết ba bảo đảm, đẩy mạnh ba đột phá và thực hiện ba tăng cường để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động và phát triển. Thảo luận tại diễn đàn, đại diện nhiều tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp FDI đã khẳng định dù gặp nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn duy trì được sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp nước ngoài, đứng trong top 3 điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư. Đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, các đại biểu cũng đề xuất một số kiến nghị trong các lĩnh vực, năng lượng, thủ tục hành chính, cải cách thị trường vốn. Ưu tiên hàng đầu của Eurocharm và tiểu ban tăng trưởng xanh của chúng tôi là thúc đẩy các chiến lược tăng trưởng xanh. Chúng tôi kiến nghị các chính sách liên quan đến ưu đãi thuế cho các hoạt động kinh doanh bền vững và sử dụng nhựa thải tái chế trong các dự án xây dựng đường bộ. Nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc băn khoăn hiện tượng thiếu điện của Việt Nam là một trong những yếu tố lớn khiến họ còn chần chừ trong việc đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi mong muốn chính phủ Việt Nam có phương án cung cấp điện thông suốt tại các khu công nghiệp để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, có thể duy trì hoạt động sản xuất ổn định. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, trân trọng sự hiểu biết, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự thẳng thắn của các đại biểu trong đánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân và nêu các đề xuất kiến nghị. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng trưởng xanh. Thủ tướng cho rằng các phát biểu của các đại biểu đều cho thấy tinh thần ba cùng gồm cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với nhà nước và người dân, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để phát triển kinh tế nói chung và phát triển xanh nói riêng, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển. Nêu rõ các mục tiêu chiến lược của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có khu vực FDI. Thủ tướng đề nghị và mong muốn các doanh nghiệp FDI tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam về 5 yếu tố, nguồn vốn, thể chế, công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực. Cùng với đó, Thủ tướng mong muốn các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam theo tinh thần ba đẩy mạnh, đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết ba bảo đảm, đẩy mạnh ba đột phá và thực hiện ba tăng cường. Cái đảm bảo thứ nhất, tức là phải đảm bảo cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư doanh nghiệp để đảm bảo cái đầu tư lâu dài và đảm bảo nó thúc đẩy cái tăng trưởng xanh của các bạn vào cái nền kinh tế của chúng tôi. Cái đảm bảo thứ hai là cái đảm bảo cái ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cái độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ để các bạn yên tâm đầu tư lâu dài. Và đầu tư lâu dài thì phải tập trung cho đầu tư chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, không thể ngắn hạn được. Và cái ổn định cái năng lượng theo cái hướng tức là chuyển đổi xanh, rồi cái hệ sinh thái chuyển đổi xanh. Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ba đột phá chiến lược Việt Nam thực hiện bao gồm đột phá về thể chế phục vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hạ tầng kinh tế, xã hội, y tế, giao thông, giáo dục, hạ tầng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đột phá về nhân lực. Thủ tướng cũng nêu rõ ba tăng cường của chính phủ Việt Nam, gồm tăng cường lòng tin giữa doanh nghiệp với chính phủ và các cấp chính quyền, tăng cường tính công khai, minh bạch, bình đẳng, phòng chống tham nhũng tiêu cực và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hướng vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hợp tác công tư. Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng. Phấn đấu đến ngày 5 tháng 9 năm 2025 sẽ đưa vào sử dụng 4.500 phòng học mới. Đây là 150 đề án công trình chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp với các sở ngành, đơn vị liên quan về tiến độ triển khai đề án xây dựng 4.500 phòng học.
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam cho biết, thực hiện đề án, Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư 277 dự án từ nguồn vốn ngân sách thành phố với 5.934 phòng học, tổng mức đầu tư hơn 32.200 tỷ đồng. Đầu tư theo phương thức xã hội hóa 110 dự án với quy mô 2.638 phòng học, vốn dự kiến hơn 541.000 tỷ đồng. Trong đó đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP 12 dự án với 468 phòng, 4 dự án vai kích cầu 87 phòng, kêu gọi xã hội hóa 94 dự án với 2.083 phòng. Nay đến 2025 thì thời gian xác định chỉ còn hơn 5 thôi. Như đồng chí chủ tịch nói nãy phải tích cực lắm thì khi đã xong thủ tục thì xây thì nhanh thôi. Nhưng mà còn lại các thủ tục nó vướng. Đề nghị ban thành phố chỉ đạo các sở ngành phối hợp với các quận huyện địa phương để làm sao thực hiện được các cái nhanh, triển khai nhanh các dự án. Chậm nhất là năm sau phải khởi công xây dựng dự án. Và đến 5 tháng 9 năm 2025 là cơ bản 4.500 phòng học này phải được đưa vào. Đấy, cho nên là chúng ta phải từ chuẩn bị rồi từ các cái thủ tục có liên quan, rồi đặc biệt là khi đấu thầu, chúng ta cũng phải tính toán, tính đủ chi phí cho nhà thầu để người ta 3K 4K người ta làm. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Phạm Trung Kiên cũng đề xuất hai nhóm dự án có thể triển khai nhanh là đầu tư theo phương thức xã hội hóa và các dự án thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư. Các nhóm trẻ tư nhân rất là nhiều, nhưng mà đa phần là tự phát hoặc là nhóm trẻ nhỏ. Mà cái này thì nó không chỉ là khó quản lý, mà thứ hai là hệ lụy nó rất là nhiều. Thì cái này là có thể chúng ta cho vay kích cầu và chúng ta thủ tục hết sức thuận lợi để chuyển những cô giáo, những nhóm trẻ này thành những cái trường mầm non tư thục. Thì như vậy chúng ta có thể tăng rất nhanh vì họ thuê mướn mặt bằng thôi. Thì tăng rất nhanh số lượng phòng học mà cũng đảm bảo việc chăm sóc trẻ em. Thì đó là cái nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là liên quan tới các nhà đầu tư. Những cái khu đất nào mà phải thuộc trách nhiệm của các nhà đầu tư phải đầu tư các cái công trình hạ tầng cho nó có trường học ở các khu đô thị, rà soát đối chiếu pháp lý dự án. Nếu như trách nhiệm của nhà đầu tư mà phải đầu tư và bàn giao công trình hoặc là không bàn giao cũng có thể là khai thác thì phải thúc đẩy nhà đầu tư làm nhanh cái này vì đó là trách nhiệm của họ thì nó sẽ rất là nhanh. Sở xây dựng cũng đã có chủ động rà soát đây để rà soát lại về các cái dự án đầu tư khu đô thị trong đó và có quy hoạch các đất trường học để trong đó phân định rõ hai nhóm. Một cái loại là chủ đầu tư phải thực hiện và một cái loại thứ hai là chủ đầu tư hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng và bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân quận huyện để thực hiện đầu tư công. Và dự kiến trong cái thời gian khoảng chừng 2 tuần, thời gian sớm nhất thì cũng sẽ gửi kết quả này về cho Sở Kế hoạch Đầu tư để tổng hợp báo cáo ban thành phố. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của các sở ngành địa phương trong việc xây dựng, chuẩn bị triển khai đề án. Đồng chí giao Sở Giáo dục Đào tạo tiếp thu, hoàn thiện kế hoạch triển khai đề án, trong đó xác định các nhóm dự án với thông tin địa chỉ, tiến độ cụ thể và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương. Cùng với đó là xác định rõ những vướng mắc, khó khăn, các vấn đề cần tập trung giải quyết, kiến nghị để tháo gỡ. Tinh thần là giai đoạn này chúng ta phải tập trung phối hợp tiến hành các cái thủ tục. Mà quá trình này là quá trình là phát hiện các cái vướng mắc khó khăn và giải quyết các cái vướng mắc khó khăn. Đề nghị là Sở Giáo dục song song với cái việc hoàn thiện kế hoạch này, theo dõi đôn đốc triển khai thì phải tính ngay cái kế hoạch đảm bảo về tổ chức bộ máy, đội ngũ, vấn đề kinh phí hoạt động cho các trường mới này. Đề nghị Sở Giáo dục rà soát lại cùng với các quận huyện xem các cái trường mà đang có rồi mà khai thác sử dụng nó chưa hiệu quả. Chủ tịch, đồng chí phó chủ tịch phụ trách văn xã đó là phải xác định cho được là trên địa bàn của mình là có bao nhiêu dự án nằm ở đâu, dự án nào đang thuận lợi, dự án nào đang vướng mắc vấn đề gì khó khăn, phối hợp với ai để giải quyết. Tinh thần là phải tập trung giải quyết các vấn đề về thủ tục hồ sơ dự án trong năm nay liên quan tới phần xã hội hóa đó, những cái trường mầm non liên cấp trên địa bàn thì chỗ này là vai trò của quận huyện rất là lớn, cho nên là quận huyện phải tham gia. Với những khu đất công, nhà kho tư nhân chưa sử dụng trong thời gian tới ít nhất là 5 đến 7 năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi gợi ý nếu tổ chức được bộ máy, sửa lại đủ chức năng, cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu trước mắt thì có thể phân công các địa phương phối hợp xây dựng tạm để phục vụ nhu cầu khẩn cấp. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Vùng 2 Hải quân 19 tháng 3 năm 2009, 19 tháng 3 năm 2024. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên,
Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân đã trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho vùng 2 Hải quân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2019-2023. Thay mặt Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy vùng cho biết, cách đây tròn 15 năm, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập vùng 2 Hải quân. Vùng 2 Hải quân được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển rộng trên 300.000 km2, kéo dài từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Bạc Liêu. Đây là vùng biển giàu tài nguyên khoáng sản, có những trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng đã luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, dũng cảm, kiên cường, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đạt được, vùng 2 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương chiến công hạng 3, một huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hai huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, cùng nhiều phần thưởng cao quý. Trước đó, các đại biểu cũng đã tham gia dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tham quan trung tâm chỉ huy Bộ Tư lệnh vùng, nhà truyền thống, xem phim tư liệu về quá trình 15 năm xây dựng, phát triển của vùng 2 Hải quân. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm về công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên internet, mạng xã hội. Tọa đàm nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị đang làm công tác đối ngoại nhân dân có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến sâu sắc, có mặt diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đang lợi dụng những tiến bộ của các ứng dụng công nghệ mới, tuyên truyền chống phá Việt Nam. Do đó, việc xác định nội dung thông tin đối ngoại một cách chính xác, trọng tâm, bao quát để thông tin với bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu biết sâu sắc hơn nữa về Việt Nam là điều vô cùng quan trọng. Có thể thấy rằng là trong công tác đối ngoại nhân dân thì việc đưa cái nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào trong cái công tác thực tiễn, nó vừa góp phần là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, nó cũng xây dựng cái nền tảng tư tưởng trong cái công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước chúng ta, tạo cho chúng ta một cái vị thế, một cái tiềm lực về mặt ngoại giao để làm cho dư luận quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng và đầy đủ ủng hộ những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của Việt Nam. Tại tọa đàm, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên đã trình bày nhiều tham luận về công tác thông tin đối ngoại trên cơ sở nhận diện các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị để đưa ra các nội dung thông tin chính xác, kịp thời, nhấn mạnh sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của đất nước, phản bác các luận điệu xuyên tạc. Thông qua những cái trang website, các trang Facebook, thì YouTube, thì các tổ chức thành viên đã có cái lợi thế của mình là có cái điều kiện về hiểu biết về ngôn ngữ để có thể lan tỏa những thông tin tích cực, những cái nội dung khách quan về sự phát triển của đất nước để nhân dân các nước hiểu hơn về Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Là cái việc chúng ta tuyên truyền đầu tiên là tuyên truyền hình ảnh của Việt Nam, tuyên truyền những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, ví dụ như uống nước nhớ nguồn, tình sâu nghĩa nặng, và chúng ta rất là chung thủy với bạn bè. Cho nên là dù có những lúc thăng trầm trong cái con đường đi lên của lịch sử, trong những thăng trầm thì chúng ta vẫn luôn luôn gạn đục khơi trong, giữ lấy những cái gì tốt đẹp nhất của hai bên để phát triển lên và tìm những tiếng nói chung. Tọa đàm là một trong những hoạt động cụ thể của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trong việc quán triệt và triển khai nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và đề án 05 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Từ đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tích cực tham gia công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, góp phần vào phong trào chung của nhân dân thế giới vì hòa bình và phát triển bền vững. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5, Họ Đạo, Cao Đài, Sài Gòn quận 5 đã tổ chức chương trình phiên chợ lá nghĩa tình vì môi trường xanh năm 2024.
Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các dân tộc tôn giáo nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả tính chủ động sáng tạo, tinh thần đoàn kết, kịp thời quan tâm chăm lo hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phiên chợ lá nghĩa tình vì môi trường xanh cũng hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. 31 đơn vị cùng đồng hành với Mặt trận Tổ quốc quận 5 với gần 60 gian hàng phục vụ những món ăn dân gian đậm đà bản sắc dân tộc, đặc trưng vùng miền. Mỗi người tham dự sẽ được ban tổ chức chuẩn bị 5 lá bồ đề bằng giấy để trao đổi các món ăn, thức uống, nhu yếu phẩm, không sử dụng tiền trong quá trình diễn ra phiên chợ và được tặng kèm một túi vải để sử dụng. Năm nay thì vì ý nghĩa là muốn tuyên truyền đến người dân trong cái việc ý thức bảo vệ môi trường xanh, nên là chuyển thể lá cây sẽ chuyển thể bằng hình lá cây bằng giấy. Và ngoài ra thì cũng muốn tuyên truyền đến người dân thực hiện hưởng ứng giờ trái đất để bảo vệ môi trường xanh. Tính tới thời điểm hiện tại thì tổng số người dân tham gia chương trình là khoảng hơn 1.000 người dân tham gia. Trong chương trình, Ban cai quản Họ Đạo Cao Đài Sài Gòn đã trao tặng 140 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ Vì Người Nghèo quận 5 nhằm giúp cho các gia đình có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Ngoài cái việc mà tham gia các gian hàng thì bên Họ Đạo Cao Đài Sài Gòn cũng có trao những cái phần quà mang tính chất là những cái nhu yếu phẩm thực tế nhất để san sẻ với cuộc sống người dân, thì sẽ dự kiến là sẽ lan tỏa cái chương trình này và duy trì hàng năm trong thời gian tới. Phiên chợ lá nghĩa tình vì môi trường xanh là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, được tổ chức trên tinh thần yêu thương, sự chia sẻ trong cuộc sống cùng nhau vượt qua khó khăn, đồng thời tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của nền đạo và của dân tộc Việt Nam. Những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, vai trò vị thế của Mặt trận Tổ quốc tiếp tục được khẳng định, không ngừng củng cố và nâng cao đời sống chính trị, xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở để phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát triển, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ghi nhận tại phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, trong 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024, chương trình hành động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với tinh thần đoàn kết, đổi mới trí tuệ đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình và tích cực tham gia hưởng ứng. Các hệ thống chính trị xã hội thực hiện hiệu quả công tác vận động, lấy sức dân chăm lo cho dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự giảm số vụ so với từng năm. Chúng tôi rất tin tưởng và luôn luôn giao nhiệm vụ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bởi vị trí vai trò của mặt trận phường Thạnh Mỹ Lợi đối trong mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc và tạo được sự đồng thuận lớn nhất trong nhân dân. Và để thực hiện cái việc hỗ trợ động viên sắp xếp khu phố thì phường Thạnh Mỹ Lợi khi sắp xếp các khu phố theo kết luận 453 của Thành ủy thành phố Thủ Đức thì từ 4 khu phố phường của chúng tôi sẽ sắp xếp thành 14 khu phố. Trong đó cái vai trò của mặt trận trong công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết 98 cũng như là sắp xếp khu phố, bộ máy của khu phố rất là quan trọng. Với 5 cái chức danh được sắp xếp ở mỗi khu phố thì hiện nay thì phường Thạnh Mỹ Lợi chúng tôi là đã đủ các cái chức danh này ở tại 14 khu phố. Nói tóm lại, một địa phương muốn vững mạnh và có các hoạt động phong trào và thực hiện các cái chính sách được đảm bảo thì vai trò của mặt trận không thể thiếu. Đặc biệt, phong trào ba tiết kiệm ba tương trợ do Mặt trận Tổ quốc thành phố phát động đã vận động các cơ sở giữ trẻ không tăng giá, chủ nhà trọ không tăng giá cho thuê phòng trọ, thu tiền điện, nước theo quy định đã góp phần giảm khó khăn đối với công nhân, người lao động có mức thu nhập thấp, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở trọ. Đối với công tác tuyên truyền thì vận động người dân đồng thuận vào các chủ trương của Đảng, Nhà nước, địa phương, vận động và phát huy nội lực của các tổ chức thành viên, tập trung ở các tổ tư vấn hiến kế trong quá trình phát triển chung của địa phương. Đối với sắp xếp khu phố, với vai trò của mặt trận, chúng tôi sẽ là nòng cốt trong tuyên truyền vận động người có uy tín
năng lực tham gia vào các chức danh được quy định theo kết luận 453 của thành phố. Giai đoạn 2024-2029 là giai đoạn có tính quyết định đối với thành công của Nghị quyết 98 của Quốc hội. Cùng với những kết quả đạt được trong thời gian qua về nhân sự, bố trí sắp xếp khu phố là cơ sở tiền đề, là nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng phường Thành Mỹ Lợi nói riêng và thành phố Thủ Đức nói chung, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thành phố Hồ Chí Minh cần nới tiêu chuẩn để lấy được đúng người làm chuyên môn giỏi, đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm quản lý thay vì đặt nặng các tiêu chuẩn khác. Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngang tầm nhiệm vụ là nhóm giải pháp trọng tâm để phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cho mục tiêu trên là thách thức không nhỏ. Trả lời báo Pháp luật, tiến sĩ Phan Triều Anh, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý công, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, muốn làm được việc trên, Thành phố Hồ Chí Minh cần mở rộng cơ hội đối với người tốt, đồng thời giới hạn cơ hội đối với người kém năng lực, yêu cầu xây dựng đội ngũ những người làm việc trong khu vực công có đầy đủ phẩm chất, năng lực phục vụ người dân một cách chuyên nghiệp và tận tâm là yêu cầu liên tục không có điểm dừng. Với Thành phố Hồ Chí Minh, điều cần thiết bây giờ vẫn là làm sao để khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vốn là truyền thống, phẩm chất nổi trội của Thành phố Hồ Chí Minh trong từng cán bộ. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục cảnh báo việc tái diễn các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Trong đó nhấn mạnh thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu của người đi xuất khẩu lao động gia tăng, nhiều cá nhân tổ chức đã tiếp cận đưa ra hứa hẹn về cách ra nước ngoài làm việc với chi phí rẻ, đi dễ, làm visa bao đầu để lừa đảo. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin thời gian gần đây, đơn vị tiếp nhận nhiều phản ánh liên quan các trường hợp người lao động được một số tổ chức, cá nhân tư vấn giới thiệu đi Canada làm việc nhưng không thực hiện các nội dung đã thỏa thuận. Đáng chú ý, mức phí người lao động bỏ ra thường rất cao, từ 350 đến 600 triệu đồng nhưng vẫn chưa được đưa sang Canada làm việc như hứa hẹn. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo đến người lao động khi có nhu cầu ra nước ngoài làm việc cần tìm hiểu kỹ các chương trình xuất khẩu lao động mà Việt Nam đã ký kết với các nước, đến trực tiếp trung tâm dịch vụ việc làm của thành phố để tìm hiểu thông tin, tuyệt đối không đóng tiền cung cấp hồ sơ cho bất kỳ ai khi chưa rõ về công việc, về số chi phí phải bỏ ra. Tin thế giới ngày 19 tháng 3, tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen WCK xác nhận số hàng viện trợ được vận chuyển đến Gaza bằng đường biển đã được đưa đến miền Bắc Gaza thành công. Theo WCK, khoảng 200 tấn hàng viện trợ đã được chuyển đến phía Bắc Gaza cùng với đoàn xe của chương trình Lương thực Thế giới WFP vào sáng ngày 19 tháng 3. Trước đó, WCK đã cùng tổ chức Open Arms thực hiện chuyến tàu thí điểm cho hành lang hàng hải vận chuyển viện trợ đến Gaza. Con tàu thứ hai mang tên Jennifer hiện đã sẵn sàng rời cảng Larnaca của đảo Ship để chuyển 240 tấn hàng viện trợ cùng xe nâng và cần cẩu. Tuy nhiên, tàu vẫn chưa thể khởi hành do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Theo báo cáo do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ thực hiện được công bố hôm 18 tháng 3, nạn đói có thể bùng phát tại miền Bắc Gaza bất cứ khi nào từ nay đến tháng 5. Dù hoan nghênh sự thành công của hành lang trên biển, nhưng các tổ chức viện trợ và Liên Hiệp Quốc vẫn cảnh báo việc vận chuyển bằng đường biển và thả dù vẫn là những phương pháp cung cấp viện trợ kém hiệu quả hơn nhiều so với đường bộ. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bất chấp việc gói viện trợ quân sự của Washington dành cho Kiev đang bị đình trệ. Cam kết được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra vào hôm qua 19 tháng 3 trong phiên họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine UDCG tại căn cứ không quân Ramstein của Đức. Tại cuộc họp, ông Austin cho rằng Nga đã phải trả giá đắt cho cuộc xung đột với Ukraine khi có khoảng 315.000 binh sĩ Nga thương vong và Moscow đã tiêu tốn 211 tỷ đô la Mỹ vì cuộc chiến. Ông Austin cũng hoan nghênh việc Cộng hòa Séc tìm được nguồn cung 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine và các gói viện trợ mà Đức, Pháp, Đan Mạch và Thụy Điển hứa hẹn. Đây là phiên họp thứ 20 của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, còn được gọi là nhóm Ramstein, gồm hơn 50 đồng minh tham gia hỗ trợ quân sự Ukraine. Phiên họp lần này diễn ra một tuần sau khi Washington công bố gói hỗ trợ trị giá 300 triệu đô la cho Kiev, có được nhờ các khoản tiết kiệm từ hợp đồng vũ khí của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la vẫn đang bị vướng tại Quốc hội Mỹ do vấp phải sự phản đối của một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Bên lề cuộc họp của nhóm UDCG, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng đã thông báo về gói viện trợ trị giá 500 triệu euro cho Ukraine,
Ngoài ra, Berlin cũng sẽ tham gia sáng kiến của Cộng hòa Séc chi trả cho 180.000 quả đạn pháo. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan vừa cảnh báo nước này có thể rơi vào một cuộc chiến với nước láng giềng Azerbaijan nếu như Armenia không thỏa hiệp và trả lại 4 ngôi làng mà Armenia kiểm soát từ đầu những năm 1990. Ông Pashinyan đã có buổi gặp mặt với cư dân vùng Tavush phía bắc Armenia, khu vực này gần với chuỗi các ngôi làng Azerbaijan bỏ hoang mà Yerevan đã kiểm soát kể từ đầu cuộc xung đột kéo dài 3 thập kỷ giữa hai nước liên quan đến vùng Nagorno-Karabakh. Bốn ngôi làng này đóng vai trò quan trọng với Armenia do nằm trên tuyến đường chính nối giữa Yerevan và biên giới với Georgia. Azerbaijan từng cho biết việc trao trả lại các vùng đất của nước này, gồm bốn ngôi làng trên và nhiều vùng đất nhỏ bị lãnh thổ Armenia bao quanh, là điều kiện cần thiết để đạt được thỏa thuận hòa bình. Cả hai nước trong thời gian qua đều bày tỏ mong muốn ký hiệp ước hòa bình chính thức. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đang xa lầy vào nhiều vấn đề, trong đó có việc phân định lại biên giới chung dài 1.000 km, vốn vẫn bị phong tỏa và có sự hiện diện mạnh mẽ của quân đội. Ngày 19 tháng 3, nhà chức trách Nga cho biết ít nhất 13 thợ mỏ đã bị mắc kẹt trong một mỏ vàng bị sập ở khu vực Viễn Đông. Hoạt động cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết mỏ vàng Pioneer ở vùng Amur thuộc miền đông Siberia của Nga là nơi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, văn phòng công tố khu vực cho rằng khoảng 15 người còn mắc kẹt dưới lòng đất. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các thợ mỏ ở độ sâu 125 mét thông qua một hầm thông gió. Thông tin liên lạc đang được khôi phục và nhà chức trách đang triển khai nhiều thiết bị, tiến hành dọn đường trên sườn dốc, tạo điều kiện cho công tác cứu hộ. Mỏ vàng Pioneer là một trong những mỏ vàng đạt hiệu quả khai thác lớn nhất ở Nga, hiện chưa có thông báo về nguyên nhân vụ tai nạn. Trở lại với phần tin trong nước, thưa quý vị, triển lãm tranh màu nước quốc tế đã chính thức khai mạc và mở cửa đón công chúng du khách tham quan tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Trưng bày hơn 200 bức tranh được chọn lọc từ 465 bức tranh của họa sĩ từ 60 quốc gia vùng lãnh thổ. Đây là triển lãm tranh màu nước lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay. Đúng với tên gọi sắc màu văn hóa, triển lãm đã đem đến cho người yêu nghệ thuật những bộ sưu tập tranh màu nước đặc sắc của các quốc gia. Nét đẹp văn hóa đặc trưng được thể hiện rõ thông qua các chủ đề thân thuộc về thiên nhiên, đất nước, con người, qua nét vẽ mềm mại, tinh tế và uyển chuyển của các họa sĩ với chất liệu màu nước. Và cái ý nghĩa của cái triển lãm ngày hôm nay ấy là cái giao thoa giữa văn hóa với nhau. Với cái chủ đề sắc màu văn hóa ấy, thì tôi mong muốn dùng cái ngôn ngữ nghệ thuật là cái ngôn ngữ phổ biến trên thế giới để kéo được cái sự thu hút của công chúng và các bạn yêu nghệ thuật, và đồng thời cũng là một cái cơ hội tuyệt đẹp để cho những họa sĩ Việt Nam, những họa sĩ nước ngoài được tới Việt Nam và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Tôi rất vinh hạnh khi được tham gia triển lãm lần này. Thực ra tôi đã tham gia triển lãm lần đầu tiên vào năm 2018. Tác phẩm lần này của tôi vẽ chân dung một cô gái và tôi đã giản thể những kỹ thuật của mình để bức tranh có thể tiếp cận gần hơn với công chúng. Thông qua chất liệu màu nước sống động, các họa sĩ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau giới thiệu sự phong phú của nền văn hóa truyền thống, cũng như kể những câu chuyện độc đáo bằng sự sáng tạo của mình. Triển lãm là một hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa trong việc phát huy, quảng bá những giá trị tinh thần, văn hóa cộng đồng và là minh chứng cho vai trò của nghệ thuật trong việc tạo cầu nối giữa các quốc gia. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.